Đây là tiếng nói Lát Radio Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 56 của bộ truyện thông Vệ Tinh Không Tập này được mang tên là Biến hóa trên địa cầu Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ Xin cảm ơn tất cả mọi người tập trước thì um, trái đất đến hội nguy cấp lúc này thì la phong mới chơi một đoàn cuối cùng là gom tất cả năm cường giả mạnh nhất hiện tại của địa cầu um, bọn họ hiến tới linh hồn để um, nhập vào trong cơ thể của la phong nhờ um, đó mà la phong có sức lực mà đủ đánh nhau với con thôn phỉ thú thì um, sau khi đánh nhau đến cuối cùng thì uh, sinh mạng của thôn phỉ thú lẫn la phong lẫn năm cường giả kia mất hết tưởng đâu là la phong đã chết cùng thôn phỉ thú rồi nhưng mà không ngờ là la phong vẫn còn sống hiện tại thể xác thì không dùng được nữa nhưng mà linh hồn của hắn hắn là một tinh thần niệm sư mà rồi hắn học được cái bí pháp mà um, đoạt xá của vẫn mặc tinh nữa do đó đang vừa đoạt xá được cái cơ thể của con thôn phỉ thú thì lúc này hắn cử động được bắt đầu cử động được cơ thể rồi um, thì um, vừa cử động được cơ thể của thôn phỉ thú này thì những ký ức khổng lồ của con thôn phỉ thú này ùa vào trong ký ức của la phong lúc này ở dưới đáy biển u ám chung quanh vô số quái thú hải vực rải rác cả đám dùng ánh mắt cung kính nhìn vào con thun phỉ thú xa xa con người màu vàng tối của con thun phỉ thú từ từ nhắm lại như đang ngủ nhưng mà dưới khí tức vô hình áp bách một khoảng biển sâu đều vô cùng yên lặng nhắm con người khổng lồ lại là phong cảm giác thấy mình hoàn toàn bị ký ức bao phủ những bí pháp đặc thù huyền bí vô cùng cùng những bí pháp hoàn toàn thích hợp cho kim giác cử thú tu luyện bác đại tinh thâm mênh mông vô tận ký ức tuyệt vời không ngừng tràn vào như đang chiếu phim liên tục vô số tri thức cứ như vậy tuôn vào trong đầu vô cùng vô tận là phùng hơi cảm thấy đau đầu hiển nhiên tốc độ những ký ức tuôn vào đã đạt tới mức cực hạn mà linh hồn của hắn chịu được rốt cuộc bao nhiêu tri thức đây là phùng không dám tin quá trình này quá trình này đã duy trì hơn một giờ rồi hai giờ ba giờ những ký ức liên miên không dứt mãnh liệt như nước biển không ngừng tuôn vào cuồn cuộn không dứt ký ức đủ loại chỉ lóe lên rồi hoàn toàn dung nhập vào linh hồn của La Phong La Phong chỉ kịp phân rõ một vài điểm những thứ kim giác cự thú tu luyện bản đồ vân vân rồi hoàn toàn bị những ký ức khác lấp đi cả buổi rồi một ngày hai ngày ba ngày tinh không cự thú hay là kim giác cự thú đáng sợ này nằm dưới đáy biển không hề nhúc nhích tựa như ngủ say 16 ngày sau, đáy biển sâu thẳm, dưới nền đáy biển bùng lầy, kim giác cự thú đen như mực, nằm dài mười mấy ngày, rốt cuộc cũng mở con người màu vàng tối ra. Trong con người tự nhiên có một vẻ lạnh giá đầy sát ý. Là phòng lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn. Dùng hợp truyền thừa ký ức tuôn vào 16 ngày hoàn toàn đạt tới cực hạn của linh hùng. Dưới áp lực như vậy, La Phong chỉ cần vài câu tự hỏi suy nghĩ cũng đã cảm thấy rất mệt rồi. Để, đây là rất nhiều tri thức đây La Phong cảm khái La Phong, La Phong Thanh âm hưng phấn vang lên trong thức hải của La Phong Bà Bà tháp, ta nè La Phong hô Ngươi hoàn toàn tiếp thu truyền thừa ký ức rồi hả Rõ là ghi gớm mà Với năng lực chịu đựng của linh hồn ngươi bây giờ Mỗi một giây đã có thể nhận được rất nhiều tin tức 16 ngày sẽ tiếp thu được bao nhiêu tin tức chứ Bà bà tháp có vẻ rất kích động Mau xem đi, tri thức là những thứ gì vậy? Có biết kỹ nào hay ho không vậy? Tại trước hết phải xem xét cái đó. La Phong cũng rất tò mò. Mặc dù bây giờ hắn đã thành kim giác cử thú, nhưng mà chẳng biết gì nhiều về kỹ năng của kim giác cử thú. Bà bà thấp, phiền to rồi. La Phong vừa xem xét lại truyền thừa ký ức, chợt cảm thấy hơi bất lực. Làm sao vậy? Những tri thức này mặc dù đều ở trong ốc của ta, nhưng mà cũng phải do tự bản thân ta học tập không biết phải học tới khi nào đây. Truyền thừa ký ức là một loại phương pháp truyền thừa tri thức. Tri thức từ kim giác cử thú đời trước truyền tới cho đời sau. Những tri thức đó phải rất chăm chỉ học tập mới chính thức nắm giữ được. Không có gì khó hiểu cả. Bà bà tháp vội nói. Truyền thừa ký ức sở dĩ khổng lồ chủ yếu là do một vài bí pháp, một loại bí pháp có thể có rất nhiều văn tự, tựa như của hùng ấn bí pháp. Nếu in thành bộ sách, đó, cũng phải tới trên trăm quyển sách, tính ra mấy ngàn vạn hoa hạ tử lại rất bình thường. La Phong nè. Bà bà Tháp hưng phấn nói. Người bây giờ sắp xếp lại truyền thừa ký ức một chút đi, không nên cẩn thận xem xét, chỉ cần lướt qua nội dung bí pháp á, biết tên và vài lời giới thiệu đại khái là được rồi, toàn bộ phân loại xong hẳn là rất nhanh thôi. Người thiệt là trong vũ trụ này cường giả các tộc nguyện ý bỏ ra vô số tiền bạc để mua một vài bí pháp, ngươi lại hiềm nhiều, rõ là làm cho người ta không biết phải nói gì mà, là Phong nở nụ cười Được rồi, để ta sắp xếp lại một chút đó Dựa theo chỉnh thể mà sắp xếp Tri thức tu luyện kim giác cử thú Gồm 18 loại bí pháp đặc thù tu luyện 3.199 loại bí pháp bình thường Trình không cử thú Cũng có một vài giới thiệu về các cử thú Về các chủng tộc nhân loại Những sinh vật máu nóng như trưởng khống sư huyễn thuật sư Thuần thú sư, khôi lỗi sư Liệp sát giả, vũ đấu giả Ngoại trừ nhân loại tinh không cử thú còn nói về yêu tộc, trùng tộc vân vân, mỗi một loại tộc đều có rất nhiều giới thiệu. Ngoại trừ chủng tộc máu thịt, còn có chủng tộc kim loại như tộc cơ giới vân vân, cũng có chủng tộc họ đá, chủng tộc hội linh thể, chủng tộc thực vật. Đồng thời còn có một vài loại có số lượng cực kỳ hiếm thấy, như tinh không cử thú, bình thường có sức mạnh vô cùng cường đại, nhưng lại vô cùng kỳ lạ hiếm gặp. Chỉ cần giảng giải vô số chủng tộc nhân loại, văn hóa vân vân, nếu dùng hoa hạ văn tự ghi lại thôi thì dù cả trăm ức văn tự cũng không đủ. Tộc quần nhân loại chỉ là một tộc quần đỉnh cao trong vũ trụ mênh mông mà thôi. Một tháng lẻ ba ngày là phòng cuối cùng cũng sắp xếp xong truyền thừa ký ức. Tương lai nếu cần biết những tri thức ấy ở đâu có thể lấy từ kho truyền thừa khổng lồ ra rất nhanh chóng. Còn về phần học tập, không có một con kim giác cự thú nào có thể một lần học hết mọi tri thức cả. Chỉ cần 18 loại bí pháp đặc thù 3.199 loại bí pháp bình thường, xem toàn bộ nội dung một lần cũng không biết phải đọc bao nhiêu năm nữa. La Phong nè, người phát tài rồi, người phát tài rồi nha. Trời đất ơi, người lại có những tri thức ký ức như vậy. Sau khi ba ba tháp được La Phong cho biết có bao nhiêu phân loại, hoàn toàn kinh ngạc đến ngay người. Thì ra vũ trụ lại có những chủng tộc như vậy, lại còn có cả những chủng tộc sánh ngang với tinh không cự thú nữa. Không hữu là tinh không cự thú, lợi hại, lợi hại. Bà bà tháp thắng phục vô cùng Cho dù sư phụ ngươi đã sống trên 6.000 vạn năm Số tri thân thu thập được cũng vẫn còn thua xa đó Không thể nào mà so được mà Bà bà tháp vẫn còn chấn động Tinh không cự thú đời này truyền thừa cho đời sau Loại việc này cho dù trong tộc quần nhân loại E rằng cũng chỉ có những nơi như nhà kho tri thức quốc gia Của càng du vũ trụ quốc Mới có thể có một số lượng nhiều truyền thừa của tinh không cự thú Quá lợi hại mà là phong sau khi xếp xong cũng rất là bội phục huyết thống cao quý có nhiều mặt bản thân thiên phú là một mặt xem như phần cứng còn tri thức chính là phần mềm bà bà tháp nè trong tinh không cử thú chỉ có 12 huyết thống đỉnh cao mạnh nhất thôi mới có thể chuyển lại những ký ức như vậy cho đời sau là phong giải thích 12 huyết thống hả bà bà tháp kinh ngạc ừ trong tinh không cử thú có thể lớn lên mà đạt tới giới chủ đó là huyết thống đỉnh cao nhất tổng cộng có 12 loại. Lúc trước diêm tinh cự thú mà ngươi nói cũng là một trong 12 huyết thống này. La Phong sắp xếp xong cũng đã hiểu toàn bộ những tri thức cơ bản nhất. Truyền thừa ký ức của 12 loại huyết thống rất là nhiều, hơn nữa mỗi đời còn có thể thêm vào ký ức của mình nữa. Bây giờ La Phong đã hiểu rõ làm sao kim giác cự thú truyền thừa được ký ức. Kim giác cự thú nếu muốn lưu lại cho đời sau, chỉ có một biện pháp đem sinh mạng lực cơ hồ cạn kiệt của mình ngưng tụ thành một quả trứng sau khi phun ra kim giác cự thú đó sẽ chết trong vài năm ngắn ngủn sau đó sau đó trứng nở ra sẽ là một kim giác cự thú ấu thể bắt đầu một vòng đời mới chà la phong nè mau mau nhìn xem ngươi cần bao lâu mới có thể tới cấp giới chủ vậy bà bà tháp hỏi ừ, để ta xem thử coi la phong xem lại vài giây sau đã xem xong đại khái rồi không kìm được phải giật mình sau khi trứng kim giác cự thú nở nếu không ăn sắc trứng mà ăn kim loại bình thường thì phải 10 năm mới đạt tới cấp hành tinh bậc một nhưng mà nếu ăn vỏ trứng sau đó ăn vô số kim loại bình thường một năm là đủ rồi La phong nói một năm hả tên tiểu giao hỏa bị ngươi đoạt xa mới có một tuổi hả bà bà tháp không biết nói cái gì La phong cũng cảm thán vô cùng con thôn phệ thú làm cả địa cầu gặp phải kiếp nạn mới là một con kim giác cự thú còn trẻ con thôi Tốc độ tiến hóa bình thường thì từ cấp hành tinh bậc 1 tới cấp vũ trụ bậc 1 phải mất 100 năm. Cấp vũ trụ bậc 1 tới vực chủ bậc 1 phải mất 1000 năm. Vực chủ bậc 1 tới giới chủ phải mất 1 vạn năm. Là phong nói một mạch. Đây là tốc độ chậm nhất đó, nếu sử dụng một vài phương pháp đặc thù còn có thể có tốc độ tiến hóa nhanh hơn nữa. Sử dụng một vài phối đan kim loại có lợi cho thế giới bên trong trưởng thành gia tốc, thực lực có thể đề cao nhanh hơn nữa đó. Đúng là lỏng trên trời rơi xuống mà, Bà bà tháp không kìm được mà nói Sư phụ ngươi chuẩn bị cho ngươi đủ vật tư sung túc Kế hoạch tu luyện toàn bộ đều là những thứ tốt nhất đó Ngươi cũng phải mất trên 10 vạn năm mới có thể đạt tới giới chủ Nếu không nhờ kế hoạch vô số tiền tài bảo vật của sư phụ ngươi để bồi dưỡng Cả đời ngươi mà có thể đạt cấp vũ trụ đã là không tệ rồi Nhưng bây giờ với tốc độ tiến hóa bình thường thôi Một vạn năm là được rồi Bà bà tháp trước đây không biết gì về kim giác cử thú Bây giờ đã có được tri thức này rồi không lâu như vậy đâu, đó là tốc độ chậm nhất đó. La Phong nói, nếu mà có nhiều tiền và tốc thế giới bên trong trưởng thành, thì thời gian có thể nhanh hơn vài lần nữa, thậm chí còn nhanh hơn nữa đó. Nhưng ta không biết là phải học cái nào trong số 18 loại bí pháp đặc thù, 3.199 loại bí pháp bình thường này cả. La Phong nói, những bí pháp này đều là do những đời kim giác cử thú truyền thừa, chỉ có kim giác cử thú mới có thể tu luyện dựa theo những nhắc nhở trong truyền thừa trọng điểm, tham ăn thì khó tiêu, cũng có nói nhiều nhất chỉ học hai bí pháp đặc thù, còn bí pháp bình thường thì không nên vượt qua sáu, quá nhiều thì mất nhiều tinh lực, ngược lại càng ít càng tốt đứt Bà bà tháp vội nói. Trước hết, người hãy nói đại khái Vì hiệu quả và điều kiện tu luyện của 18 loại bí pháp đặc thù và 3 chín loại bí pháp bình thường cho ta biết đi. Ta sẽ sàng lọc cho ngươi, xem cái nào là phối hợp tối ưu. Nói về năng lực sàng lọc là Phùng đương nhiên kém ba ba tháp. Ừ, được rồi. Là Phùng bắt đầu đem hiệu quả và điều kiện tu luyện đại khái của vô số bí pháp truyền cho ba ba tháp. Về phần bản thân bí pháp, vậy thì quá nhiều. Nếu là Phùng cứ dựa vào ý niệm để truyền, thì cho dù mất vài năm cũng sợ không đủ. 8 giờ sau, những lời giới thiệu đại khái về 18 loại bí pháp đặc thù, 3 chín loại bí pháp bình thường, toàn bộ đã được truyền cho ba ba tháp bà bà tháp bắt đầu thông qua kỹ năng của nó tiến hành sàng lọc và phối hợp sức là nhanh chóng la phong kim giác cự thú hẳn là có bí pháp thiên phú chứ ta từng thấy tốc độ nó chợt tăng giọt chẳng hạn bà bà tháp nói ngươi đem một vài tin tức về bí pháp thiên phú nói cho ta biết luôn đi ta sẽ đưa ra phối hợp tốt nhất bí pháp thiên phú hả được rồi chờ một chút đã la phong cũng biết kim giác cự thú tổng cộng có ba bí pháp thiên phú về phần những tin tức thì chỉ cần đem linh hồn nhập vào trong thế giới bên trong là hiểu được một cách tự nhiên. Bí pháp thiên phú căn bản không cần phải học tập, tự nhiên là có thể thi triển được. Trong khi La Phong tiếp thu sắp xếp truyền thừa ký ức khổng lồ dưới đáy biển Thái Bình Dương, xã hội nhân loại trên địa cầu đang nhanh chóng phát sinh ra một loạt những biến hóa. Trong chiến dịch thôn phệ thú, đến cả kim giác cự thú cũng bị đánh chết làm cho đám quái thú lôi long hoàng sợ hãi vô cùng chúng sợ hãi lập tức thoái lui sau đó dù con kim giác cự thú tỉnh lại nhưng lại không ra lệnh cho chúng đi công kích xã hội nhân loại đám lôi lông hoàng và vô số quái thú hải vực đương nhiên không chủ động công kích trí tuệ của chúng đều rất cao đến cả thùng phỉ thú cường đại cũng thiếu chút nữa là tiêu đời ai dám đi chứ chiến dịch lần này về căn bản thì các nước cũng không bị hao tổn gì lớn chỉ mất 8 vị anh hùng hy sinh hồng lôi thần mặt hán đức sâm y tư đạt đặt lý mặt đế tân cách cổ nghị tác khoa lạc phu cùng với la phong tám người có thể nói là tám người đứng cao nhất trong xã hội nhân loại lúc trước khi sáu người chết hồng và lôi thần chìm vào hôn mê đến cả sóng điện não cũng không có ai không thèm thuồng hai thế lực khổng lồ như cực hạng vũ quán và lôi điện vũ quán chứ hai thế lực này là hai thế lực còn hơi lớn hơn cả ngũ đại cường quốc hùng lôi thần còn sống đương nhiên sẽ trấn áp được mọi việc nhưng bây giờ nhất thời những mảnh đất ngầm mãnh liệt cuộn lên. Căn cứ Hồng Ninh, tổng bộ trong phi thuyền khổng lồ, ba vị thân vệ và năm vị tuần sát sứ đang hợp mặt. Bây giờ không gian giả định tan vỡ, vũ giả cấp hành tinh, các chiến thần ai nấy đều qua cụm, không có sự hiệu triệu của lúc hai vị quán chủ như trước nữa. Tổ chức rộng rãi chiến thần cung đã tan vỡ rồi, sau này chúng ta nên làm gì đây? Người da đen áo bầu trắng hơi lo lắng. Tất cả các chiến thần đều có mũ trụ máy cảm ứng ý thức, Xinh đẹp đeo mặt nạ lo lắng nói Trong tiềm thức của họ Vẫn nguyện ý vào chiến thần cung Nhưng mà quán chủ bây giờ chìm vào trong hôn mê Trí năng tự động đóng không gian giả định lại Tất cả mọi người đều không thể vào chiến thần cung Bây giờ việc khẩn yếu nhất Là lập tức thành lập không gian giả định Cũng tương tự Nếu là phòng chết Ba ba tháp không thể tận tâm phục vụ cho nhân loại được Tương tự Hùng chìm vào hôn mê Không biết sinh tử Hệ thống trí tuệ chỉ phục tùng mệnh lệnh của Hùng cũng sẽ không lãng phí năng lượng để duy trì sự tồn tại của chiến thần cung. Chiến thần cung gắn bó vũ giả cấp hành tinh, khi mối quan hệ giữa các chiến thần vừa đứt đoạn thì toàn cầu sẽ trở nên rất hỗn loạn. Nói về thực lực, trong 8 người cực hạn vũ quán, trên thế giới cũng có vài người mạnh hơn họ. 8 người họ mà muốn hoàn toàn khống chế cực hạn vũ quán, để cực hạn vũ quán có được uy danh lớn như lúc trước thì rất khó. Hơn nữa, cái mà họ sợ nhất là tám người không đoàn kết thì càng thêm phiền phức nữa. Dương Châu Thành, tiểu khu Minh Nguyệt, phong khách lầu một nhà La Phung La Hoa đang ngồi đối diện với một nam tử tóc vàng. La Hoa tiên sinh à? Nam tử tóc vàng cảm thán nói. Ca ca ngươi là bạn tốt của ta, thật sự đáng tiếc mà. Nói thật nha, ta rất tôn kính hắn, tin rằng các quốc gia đâu đâu cũng có vô số người tôn kính hắn cả. Nhớ tới hắn, những uy hiếp với nhân loại chúng ta vẫn còn chưa hết Chúng ta không biết quái thú hải dựt khi nào Thì tấn công một lần nữa La Hoa khẽ gật đầu. Do đó việc sử dụng tài nguyên Một cách hữu hiệu là rất trọng yếu Nam tử tóc vàng nhìn La Hoa Ta hy vọng La Hoa tiên sinh Có thể bán cho ta một vài vật phẩm Hả? Mua gì vậy? La Hoa vẫn mỉm cười Là quản lý của một công ty La Hoa đã trưởng thành hơn nhiều rồi một nhà tinh, người bạc, dân dân. Nam tử tóc vàng trịnh trọng nói. Liên minh hát chúng ta đương nhiên sẽ trả giá rất cao. Nói rồi, nam tử tóc vàng lấy từ trong ngực ra một sắp giấy được in ấn cực đẹp. Đây là những vật phẩm kỳ lạ của liên minh hát chúng ta. Cũng có rất nhiều quyền khống chế các công ty, địa bàn bất động sản dân dân, tuyệt đối gia thấp nhất. Là họ tiên sinh à, người có thể dễ dàng trở thành chúa tể một khu kinh tế đó. Nam tử tóc vàng mỉm cười, la hoa nhận lấy rồi lật xem đích xác sức dụ hoạt rất là lớn lúc trước la phong không đếm xỉa đến sinh tử cùng năm người khác tiến về hải vực thái bình dương đã chuẩn bị cho người trong nhà một đường lui rất tốt rồi la hoa bây giờ chỉ cần bỏ ra một chút đã có thể dễ dàng khống chế một khu vực kinh tế quan trọng liên minh hr quả thực đã bỏ ra rất nhiều căn cơ muốn bán cho la hoa năm ngày trước lãnh đạo quốc gia chúng ta đã tới đây điều kiện họ đưa ra cũng rất rộng rãi đó la hoa nhìn nam tử tóc vàng ngươi vừa tới ta vừa nhận được điện thoại có một tổ chức dông binh vừa gọi tới nè la hoa khẽ lắc đầu nhưng mà duy nặc nghị sĩ nè ta nói cho ngươi hay ta không bán đâu ngoại trừ bán một chút cho quốc gia chúng ta ta không bán cho bất kỳ một tổ chức nào khác hết nam tử tóc vàng biến sắc gã là cường giả cấp hành tinh tự mình nói chuyện với la hoa đã là nể tình lắm rồi chủ yếu là ảnh hưởng của la phong quá lớn nếu mà gã dám làm cứng e rằng dư luận toàn cầu sẽ chửi gã đến chết. Bây giờ sau khi vượt qua lần kiếp nạn này, nhưng loại địa cầu đã xem tám vị anh hùng đó là thần thánh, nâng lên cực cao. Đối với các nước thì người chết sẽ không còn uy hiếp nữa, do đó dù có cao tới đâu thì làm được cái gì. Vì phần hùng và lôi thần vốn là những người cao cao tại thượng. Lão hòa tiền sinh, người phải bình tĩnh một chút. Duy nặc nói trầm trầm, Hào quang ca ca ngươi có thể bảo vệ được cho ngươi Nhưng mà cuối cùng sức ảnh hưởng cũng sẽ giảm dần Dù có sợ dư luận tới đâu Nhưng một tiểu ai nhi mà ôm một cục vàng to trên đường Cuối cùng cũng sẽ bị cướp đoạt mà thôi <laughs> Được rồi, cảm ơn sự hảo tâm của ngươi Là hoa cười Ta giới thiệu cho ngươi một chút nha Số 3 Vèo một tiếng Một luồng khối đen chợt xuất hiện trong phòng khách Duy nặc nghị sĩ giật mình người vừa xuất hiện trong phòng khách chính là một người máy kim loại đen thui cao lớn. Đây là người máy mà anh của ta khi còn ở nhà đã dùng để bảo vệ người trong nhà chúng ta, được tìm thấy từ di tích văn minh số 12 đó. Lào Hoa nhìn Duy nặc. La gia chúng ta không cần dư luận bảo vệ, chúng ta có sức mạnh của mình. Ta cũng biết bây giờ trên thế giới này không ít người có giả tâm hừng hực, nhưng mà la gia chúng ta không muốn xa vào vòng xoáy đó đâu. Anh ta trước khi đi đã nói với ta. Là Hoa nói đến đây thì mỉm cười, Ai dám đụng đến la gia chúng ta Thì tiêu diệt hết Duy nặc nghị sĩ hơi biến sắc Nhân tiện ta xin nói thêm Ngay cả bản thân anh ta Cũng không phải là đối thủ của người máy này đâu Là hoa nói Gã nói thật Bản thân người máy kim loại được cấu tạo từ Yrium là phòng dùng mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu cũng không thể làm thương tổn tới nó được. Một người máy đã bị kim giác cử thú liệu mạng, dùng kim giác đánh hỏng mất chương trình điều khiển bên trong, nên nó mới hỏng chứ mà trên địa cầu này không có ai có thể làm được như vậy cả. Ngay cả ba người hùng, la phong, lôi thần khi đối mặt với cục sắt lì lợm này cũng không cách nào xử lý được. La Hoa đứng ở cửa sổ nhìn theo tên nghị sĩ bỏ đi rồi nheo mắt lại. <laughs> đại ca ta vừa đi, chúng nó ai nấy được như ác lan vậy? Đỏ mắt về những gì mà đại ca ta lưu lại hả? Đúng vậy, đại ca ta lưu lại tới 60 hạt một gia tinh. Nhưng mà các ngươi mà cũng muốn có sao? <laughs> Bây giờ thế cục hỗn loạn, nếu ai quá phận, ta sẽ tìm cơ hội để lập uy một lần vậy. Không gian cách địa cầu khá xa, tinh không yên tĩnh, mãi mãi tồn tại. Đột nhiên không gian dập dờn như sóng nước, đồng thời một chiếc phi thuyền lớn đớm hình đĩa bay chợt xuất hiện trong không gian. Sống không gian như những vòng nước chợt biến mất, chiếc phi thuyền lúc này lơ lửng giữa không gian. Thuyền trưởng, thuyền trưởng, chúng ta trông ra rồi, trông ra rồi! Trốn đại rồi Trong phi thuyền Một vài nhân loại đang hưng phấn họ hét Nói đủ thứ ngôn ngữ các bộ tộc nhân loại trong vũ trụ Trong phòng điều khiển phi thuyền Tám thuyền viên đều kích động vạn phần Đứng trước đại kiểm soát Là một nam tử trung niên to lớn anh Tuấn Mặc chiến phục lớn đớm Cao chừng 1m9 Hai tay to Đôi mắt ánh lên hồng quang Chính là thuyền trưởng chiếc phi thuyền mạo hiểm này không ngờ nơi này lại có một cái trùng động <laughs> <laughs> thuyền trưởng nở nụ cười tà dị Giống năng tinh cấp B trong phi thuyền đã cạn kiệt Cũng không thể tiến hành xuyên qua vũ trụ nữa Ta tìm sống trong cái chết Sống bừa vào một khoảng không gian đầy những tiểu hành tinh Lại lại trong lúc vô ý lọt vào một cái trùng động tự nhiên <laughs> Trùng động đó không biết bao nhiêu năm ánh sáng nữa Trừ phi đám khốn kiếp đó cũng vừa dặn tiến nhập vào đúng cái khối khu vực Giữa cả vùng tiểu hành tinh mênh mông đó Nếu không tuyệt đối đuổi không kịp chúng ta a à, đồ tập thuyền trưởng hô thuyền trưởng trên màn hình đầy kiểm soát xuất hiện một ảnh của tiểu hài tử giọng nói thánh thoát mau bao ghi lại tọa độ trùng động bản đồ tinh tú của chúng ta căn bản không có tọa độ này hiển nhiên cả hắc long sơn đế quốc cũng không biết trùng động đó thuyền trưởng hưng phấn nói sau đó xác nhận vị trí bây giờ của chúng ta rồi lập tức thông báo cho gia tộc sao dạ tấm ảnh tiểu hài tử trên màn hình cao giọng hô rồi nó lập tức thét lên thuyền trưởng đây là khu vực hư vô trong hệ ngân hà cái gì thuyền trưởng kinh hãi chính là khu vực hư vô thông qua vũ trụ xuyên toa thì không thể xác định được tọa độ làm gì cũng không thể tiến nhập vào khu vực hư vô được tiểu hài tử hệ thống trí tuệ vội hô <laughs> phát tài rồi phát tài rồi sau này phát tài rồi Thuyền trưởng kích động vạn vừng. Xuất phát! Chúng ta xuất phát! Từ xa xưa, khu vực này vốn là do ngưng làm đế quốc khống chế. Nhưng mà từ khi bị một cường giả kinh dị chiếm lĩnh, tên cường giả đó thậm chí còn tiến nhập vào ám vũ trụ, giấu tọa độ cả một khoảng không gian tinh vực đi, căn bản là không có biện pháp đến được cái vùng tinh vực này. Trên ba vạn năm trước, nghe nói vị cường giả đó đã chết rồi, khu vực hư vô là thế lực vô chủ. Nhưng mà ngưng làm đế quốc thậm chí cả hát long sơn đế quốc cao cao tại thượng không ai có thể tìm được tọa độ để tiến nhập vào khu tinh vực này nhưng thực không ngờ gã lại lại gặp được một cái trùng động rồi tiến nhập vào khu tinh vực này địa cầu sâu dưới đáy biển thái bình dương không ngờ ba loại bi pháp thiên phú là như thế này ta có thể trở về rồi ta có thể gặp tự hưng ta có thể chờ để xem đứa con sắp ra đời rồi la phong kích động vô cùng dưới đáy biển, con kim giác cự thú đen như mực ngẩng cao đầu phát ra một tiếng gầm khẽ. Tiếng gầm tựa như sóng xung kích lan ra, lan đến tới một vài con quái thú hải vực xung quanh, làm không ít quái thú bị chấn động vỡ tung. La Phong, căn cứ bí pháp thiên phú của ngươi, ta đã xác định lộ tuyến ngươi nên tu luyện rồi. Bà bà tháp nói. Ngươi hẳn nên tu luyện bí pháp đặc thù bản tông thiên địa và bí pháp bình thường tuyệt đối không gian, Hai cái loại bí pháp này mà phối hợp với bí pháp thiên phú của ngươi, sau này sẽ vô cùng cường đại. Sau khi La Phong biết ba loại bí pháp thiên phú, hiểu rằng đã có thể trở về, tâm tình đang rất tốt. Bản tôn thiên địa và tuyệt đối không gian sâu, La Phong lập tức nhớ tới hiệu quả và điều kiện tu luyện của hai loại bí kỷ mà lúc trước mình thấy. Tuyệt đối không gian là loại bí kỷ vô cùng biến thái, là một thứ bí kỷ mà nếu để ở vũ trụ sẽ làm cho người ta phải điên cuồng. Chỉ là bí kỷ này cũng chỉ có kim giác cự thú mới có thể học. Bí kỷ chia làm ba tầng. Tầng thứ nhất tên là Hồ Quang. Tầng thứ hai tên là Thiên Biến Vạn Hóa. Tầng thứ ba tên là Thuấn Di. Học tập cái loại bí kỷ này điều kiện chủ yếu là luyện tập điên cuồng và nhận thức, luyện tập nhiều lần mới có thể dần dần nhận thức thuần thục tích lũy nhiều mới có thể ngộ thông. Loại bí kỷ này chủ yếu là trong nháy mắt có thể bộc phát ra tốc độ. Dựa theo nguyên lý của bí kỹ, thì cho dù bước vào cấp vũ trụ bậc 1, tốc độ phi hành nhanh nhất có thể đạt tới 500 km mỗi giây. Nhưng mà việc này cần đủ khoảng cách phi hành, không ngừng gia tốc mới có thể đạt tới tốc độ cao nhất được, còn tốc độ trong nháy mắt bộc phát lại kém xa 500 km mỗi giây. Khi chiến đấu, cái quan trọng nhất là trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ, trong nháy mắt di chuyển, trong nháy mắt chuyển hướng, trong nháy mắt dừng lại, trong nháy mắt lui về sau. Là Phùng cũng biết đạo lý này tựa như xe đua chạy trên đường cao tốc vậy. Có lẽ tốc độ cao nhất có thể đạt tới 300 km mỗi giờ, nhưng mà khi vừa mới khởi động không phải một giây, nó có thể được bao nhiêu chứ? Để tăng tới tốc độ cao nhất cần có thời gian. Nhưng loại khởi động nhanh hơn cả xe đua. Nhưng tốc độ bột phát trong nháy mắt như vậy mà vẫn thua xa tốc độ phi hành cao nhất. Thuấn gì? Là phong là thuấn gì đó? Bà bà tháp rất hưng phấn sư phụ của ngươi thân là cường giả bất hủ cũng không thể thi triển thuấn di do đó là Phong bức lực nói nhưng cái tuyệt đối không gian này rất khó tu luyện đó đến cả cường giả như chủ nhân vững mặc tinh mà không thực hiện thuấn di được có thể tưởng tượng nó khó khăn ra sao hơn nữa trong bí kỷ cũng nói từng thứ nhất phải khổ công một thời gian dài thì có hy vọng luyện thành từng thứ hai trong những đời con kim giác cự thú này truyền thừa cho dù kim giác cự thú sống rất lâu sống lâu gấp 10 lần cường giả giới chủ nhân loại, nhưng mà phần lớn chỉ dừng ở tầng thứ hai khi tu luyện tuyệt đối không gian mà thôi. Những con có thể đạt tới đại thành tầng thứ hai là vạn hóa đều vô cùng hiếm. Tầng thứ ba thuấn gì sau, đó quả thực là truyền thuyết rất khó, rất khó. Yêu cầu khổ công, nhận thức, kỳ ngộ vân vân. Là Phong, ngươi là không hiểu sự trân quý của nó rồi. Bà bà tháp vội vàng nói. Đây là một bí kỹ gì chứ, tưởng là việc bộc phát tốc độ bản thân thôi sao không phải đâu đây là bí kỷ từ từ ăn sâu để cho người có thể lĩnh ngộ nhận thức được quy tắc không gian vũ trụ sư phụ ngươi chính là vì không có cái bản bí kỷ này nên phải dùi đầu khổ tu nếu có bản bí kỹ này e rằng có thể luyện thành thần thông thuấn di khó tin này rồi một khi có bản lĩnh thuấn di hả người khác muốn giết chết được ngươi cũng rất khó đó sư phụ của ngươi nếu có cái chiêu đó thì không mất mạng rồi bà bà tháp nói ngay là phong cười, <cười> Ta nói nó rất khó luyện thôi, nhưng ta không nói là không luyện mà. Ờ uh ha. -huh. <laughs> bà bà tháp cũng thoải mái cười to. Là Phong nè, bí kỹ này không chỉ riêng sẽ làm thân pháp ngươi trở nên vô cùng biến thái, mà tốc độ phi hành của ngươi cũng có thể được đề cao. Hơn nữa, một khi kết hợp với bản tôn thiên địa, ừ, bản bí pháp bản tôn thiên địa còn biến thái hơn cả tuyệt đối không gian này nữa. Đúng là rất biến thái mà là phòng hiểu rõ điều kiện tu luyện và hiệu quả của bản tôn thiên địa. Bộ bí pháp này là một trong 18 bí pháp đặc thù trong truyền thừa ký ức của hắn, nói về sự quý giá, công dụng, hiệu suất, đích xác mạnh hơn tuyệt đối không gian. Đây là 18 loại bí pháp đặc thù, sở dĩ gọi nó là bí pháp đặc thù cũng không có nghĩa là tất cả trong số chúng đều mạnh hơn bí pháp bình thường. Nó chỉ có nghĩa phương pháp tu luyện 18 loại bí pháp đặc thù này rất là hạ khắc. Hạ khắc ra sao? Một, Điều kiện yêu cầu tu luyện rất phức tạp. Nếu có một vài điều kiện không đủ, cho dù có khổ công tới mấy cũng không thành công. Hai, có đường tắt, nhưng mà điều kiện để đi đường tắt là khó như lên trời. Ba, chỉ có kim giác cự thú mới có thể tu luyện. Nếu nói trong số 3.911 loại bí pháp bình thường là do các thế hệ kim giác cự thú tìm hiểu sáng chế hoặc tham khảo bí pháp từ vô số chủng tộc nhân loại, tộc cơ giới rồi sáng chế thành, bản thân bí pháp cũng chỉ có kim chắc cự thú mới có thể luyện nhưng bản thân bí pháp phần lớn có thể để cho các chủng tộc khác tham khảo những chủng tộc khác cũng có bí pháp cùng loại mặc dù hơi khác nhau nhưng không khác nhiều nhưng bí pháp đặc thù thì lại chỉ hoàn toàn là kim chắc cự thú mới có thể tu luyện cho dù truyền ra ngoài những chủng tộc cũng không có biện pháp nào cải biên tu luyện cả bản tôn thiên địa cũng chia làm ba tầng tầng thứ nhất xem như chút thành tựu tầng thứ hai xem như đại thành. Về phần tầng thứ ba, đó là cứu cực. Thu nhỏ lại và hóa thành lớn là một loại năng lực rất đáng sợ. Tỉ như cơ thể kim giác cử thú dài 180 thước, thân thể mà thu nhỏ lại thì sức nặng toàn thân vẫn không biến hóa. Điều này làm mật độ gia tăng rất nhiều. Mật độ xương cốt gia tăng, mật độ cơ bắp gia tăng, móng vuốt, sừng nhọn đều có thể trở nên sắc bén, cứng rắn. Một quyền đánh ra lực đạo 100kg so với một cây kim thiêu dùng lực đạo 100kg đâm ra, uy lực như đất với trời vậy. Do đó một khi thu nhỏ lại, lưỡi trảo của kim giác cử thú trở nên rất đáng sợ, lực xuyên của sừng nhọn càng kinh người hơn. Đây là thu nhỏ lại, còn thành lớn thì sao? Sau khi thành lớn, sức chiến đấu sẽ không gia tăng, nhưng mà một người khổng lồ vạn trượng tùy tiện bước một bước cũng ngang với người thường dùng hết sức mà chạy. Ưu thế của thành lớn chính là bay nhanh hơn kim giác cự thú dài 180 mét biến thành 1.800 thước, quả thực giống như một hòn đảo nổi giữa không khí. Đôi cánh lưng giáp cũng lớn hơn 10 lần, một lần vỗ tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều. Bản tung thiên địa tầng thứ nhất, chiều cao có thể có lớn lên, thu nhỏ gấp 3 lần, thực lực cao nhất đạt tới 3 lần lúc trước. Tầng thứ hai có thể đạt tới 9 lần, thực lực có thể nhảy vọt tới 9 lần. Tầng thứ ba có thể đạt tới kích cỡ tùy tâm, thực lực thì nhiều nhất có thể vọt lên tới 36 lần, thu nhỏ lại 36 lần, thu nhỏ lại 100 lần hay thu nhỏ lại 1.000 lần, thực lực cũng không hề biến hóa gì. Vì thực lực có thể bộc phát ra 36 lần đã là cực hạn của công pháp này rồi. Có thu nhỏ nữa thì sức mạnh thân thể cũng sẽ giảm theo, làm sức chiến đấu không thể tăng lên nữa. Đương nhiên nói là kích cỡ tùy tâm nhưng mà cũng không thể thu nhỏ hóa lớn vô hạn được. Biên độ cực hạn là một vạn lần. Nói cách khác, kim giác cự thú dài 10 km có thể biến thành dài một thước, còn hóa lớn sẽ biến thành 10 vạn km. Đương nhiên, bản tung thiên địa tầng thứ ba rất là khó khăn, khó hơn tuyệt đối không gian tầng thứ ba nhiều. Dựa theo truyền thừa ghi lại, chỉ có kim giác cự thú sáng tạo ra bí pháp này mới đạt tới tầng thứ ba. Những con khác, qua vô số năm, bao nhiêu đời kim giác cự thú mà không có một con kim giác cự thú nào có thể tu luyện tới tầng thứ ba lịch sử kim giác cự thú phần lớn đều dừng lại ở tầng thứ nhất cả Đến cả đạt tới tầng thứ hai cũng rất ít. Chính vì bí kỷ này thực sự quá biến thái, sẽ bị trời ghét. Chỉ như cường giả dưới chủ bậc chính tung hành vũ trụ, sức chiến đấu vượt qua cực hạn, trên lệch phần lớn không nhiều lắm, chỉ mạnh hơn vài lần mà thôi. Nhưng mà bản thân thiên địa có thể làm kim giác cự thú tăng lên vài lần so với thực lực ban đầu. Sao có thể không bị trời ghét được chứ? Dù sao, bản thân kim giác cự thú có một bí pháp thiên phú là cường hóa, La Phong, tam đại bí pháp thiên phú của ngươi có một là bí pháp tu luyện thông thể, hai là bí pháp chiến đấu cường hóa, ba là bí pháp bảo vệ tính mạng phân thân. Bà bà tháp nói, lúc trước kim chắc cử thú bị pháo phóng xạ cấp b 6 công kích trọng thương đã thi triển thiên phú cường hóa, tốc độ nhất thời tăng vọt, lực công kích của cái sừng vàng cũng tăng vọt lên. Đã là thiên phú, biên độ cường hóa sẽ không biến hóa, thiên phú cường hóa cộng thêm bản tôn thiên địa thu nhỏ lại, sẽ làm cho sức chiến đấu của người tăng lên hai lần chồng nhau. Thiên phú cường hóa hơn nữa bản tôn thiên địa hóa lớn thì tốc độ phi hành sẽ tăng lên hai lần. Bà bà tháp cảm khái nói. Còn tuyệt đối không gian sẽ giúp cho người né tránh. Bi pháp chạy trốn cộng thêm với tuyệt đối không gian sẽ giúp né tránh trong nháy mắt. Sau đó lại giúp cho người lĩnh ngộ quy tắc không gian. Chỉ cần lĩnh ngộ tốc độ phi hành của người còn có thể được đề cao thêm nữa. Uy lực cho quỷ tích của sừng dạng khi bắn ra cũng sẽ tăng dọt do đó thiên phú cường hóa và hai đại bí pháp đó sẽ hình thành bù trừ đạt được hiệu quả lớn nhất bà bà tháp nói biến thái quá mà bà bà tháp không kìm được mà cảm khái quá wow, biến thái mà la phong nở nụ cười đích xác rất biến thái nên hai loại bí pháp này rất khó luyện bí pháp tuyệt đối không gian không đến nổi mặc dù khó luyện nhưng các thế hệ kim giác cự thú phần lớn có thể tiến nhập vào tầng thứ hai nhưng bản tôn thiên địa thì rất nhiều kim giác cự thú đã phải dừng lại ở tầng thứ nhất mà thôi. nhưng La Phong cũng hiểu rất rõ, quá biến thái là sẽ bị trời ghét, do đó số lượng kim giác cự thú rất hiếm, còn ít hơn cường giả bất hủ nhiều. hơn nữa trong vũ trụ những thứ như kim giác cự thú tổng cộng cũng chỉ có 12 loại huyết thống trong những con tinh không cự thú. trong vô số chủng tộc còn có một vài sinh mạng kỳ lạ, cũng có một vài bí pháp kỳ lạ không yếu hơn so với kim giác cự thú nhiều ví dụ như nhân loại họ không những số lượng rất nhiều mà bí pháp cũng rất nhiều chỉ cần sư phụ la phong chủ nhân vững mạc tin cũng có bí pháp hùng ứng vô cùng biến thái có thể khống chế những cường giả làm nô lệ cho mình người thiên phú tốt sao được ta thừa lúc ngươi còn yếu trước hết cấy hùng ứng vào linh hồn của ngươi để ngươi trở thành nô lệ vô cùng trung thành của ta người thiên phú cao tới đâu cũng chỉ là tay chân cho ta làm bảo vệ cho ta mà thôi do đó là phùng hiểu rõ không thể xem nhẹ bất kỳ cường giả nào còn ba loại thiên phú của kim giác cử thú có một loại tu luyện thiên phú là thung phệ thung phệ vô số kim loại tiến vào thế giới trong cơ thể cũng có hiệu quả nhất định khi gặp quần công đối với sinh mạng yếu hơn mình có thể thung phệ rồi giết chết luôn nhưng bình thường khi có uy hiếp thế giới trong cơ thể sẽ tự động đình chỉ thung phệ tỉ như khi hùng phóng ra vô số kim loại hay một đống vũ khí hạt nhân còn thiên phú chiến đấu cường hóa thì sẽ làm tốc độ sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt, đương nhiên cái giá phải trả cũng không nhỏ. Còn thiên phú bảo vệ tính mạng phân thân, khi tới cấp hành tinh sẽ có một phân thân, cấp vũ trụ có thể có phân thân thứ hai, cấp giới chủ có thể có phân thân thứ ba. Cũng nói kim giác cự thú cả đời chỉ có thể có ba phân thân, nhưng mỗi một phân thân đều là tồn tại một mình, tu luyện một mình. Đối với các loại chủng tộc vô cùng quý hiếm này rất dễ dàng bị tiêu chủng. Vũ trụ cũng rất công bình, sẽ cho chúng nó có thiên phú để bảo vệ tính mạng Như băng sơn cự thú Một trong 12 huyết thống Thiên phú bảo vệ tính mạng là biến hóa thuật Có thể biến hóa thành bất kỳ bộ dáng gì bí pháp thiên phú bảo vệ tính mạng phân thân này Có thể nói là một thân thể thứ hai Chứ không phải là một con rối đơn giản Phân thân cần trải qua sự thai ngén Trong thế giới trong cơ thể Giống như phụ nữ mang thai con cái vậy Như một quả trứng trong vũ trụ thai ngén Ra bàn cổ trong truyền thuyết Tương tự như vậy, phải thông qua thai ngén thế giới trong cơ thể, dần dần tạo thành phôi thai phân thân, từng bước một đến khi hoàn toàn trưởng thành. Kim giác cự thú cả đời có thể có được ba thân thể là nhiều nhất, cấp hành tinh được thai ngén một cái, cấp vũ trụ có cái thứ hai, giới chủ có cái thứ ba. Vì phân thân cũng có thể dần dần tu luyện, do đó không hề nghi vấn. Thân thể thai ngén đầu tiên là quan trọng nhất. Do đó lựa chọn sử dụng huyết thống đương nhiên cũng rất trọng yếu như phân thân đầu tiên của kim giác cử thú, bình thường sẽ chọn một huyết thống vô cùng tốt. Vì điều kiện để thay ngán phôi thai không có gì phức tạp, chỉ một sợi tóc hoặc một giọt máu là được, chỉ cần ẩn chứa gen vật chất di truyền là được. Lạ Phong, người xác nhận suốt phân thân đầu dùng để thay ngán người địa cầu hả? Bà bà Tháp không kìm được mà hỏi. Chỉ cần một sợi tóc là có thể thay ngán. Tương lai, người hoàn toàn có thể tìm được những huyết thống nhân loại lợi hại, Tỷ như người man tạp tinh, việc đoạt xá rất là khó đó nhưng mà tìm được bộ sợi tóc của họ thì rất là dễ dàng rồi phẫu thuật dịch dung biến thành hình dáng của la phong ngươi quá đơn giản dễ dàng mà ta xác nhận phân thân đù là người địa cầu. la phong nói hơn nữa chỉ dùng vật chất di truyền bản thân của ta để thay ngén thay ngén phân thân rất là hạ khắc vì thân thể thay ngén tương lai ra ngoài nếu dùng dung mạo của kim giác cử thú xuất hiện sẽ chỉ là một con rối đơn giản còn nếu một thân thể khác mà muốn vào thế giới trong cơ thể, chứ không phải là thân thể do thế giới trong cơ thể thay ngén ra, một khi vào là bị giết ngay, trừ phi khi đạt tới cấp bậc giới chủ, thì thế giới trong cơ thể hoàn toàn như ngoại giới, lúc đó mới có thể để người sống vào thế giới trong cơ thể. Kim chắc cự thú lúc trước có thể nhận định rằng người địa cầu hoặc quái thú địa cầu đều không đáng để nó bỏ trải suốt phân thân nào, do đó vẫn không hề thay ngén. Còn La Phong lập tức bắt đầu tiến hành luôn trong cơ thể kim giác cự thú, viên tinh cầu trong suốt, đường kính trên 20cm, phủ kính vô số hoa văn vàng bí hiểm huyền ảo, đang tản ra từng đạo kim quang. Viên tinh cầu trong suốt đó gọi là nguyên hạch, cũng có khi gọi là tinh không nguyên hạch, thế giới nguyên hạch, linh hồn nguyên hạch, nguyên hạch đó là nguồn gốc của kim giác cự thú. Cho dù đầu có bị bắn nát, thân thể nứt toạt ra, chỉ cần còn có nguyên hạch và linh hồn thì không chết được. Trong nguyên hạch mênh mông như tinh khung ở giữa vùng mênh mông đó có một viên như hạng tinh trông như địa cầu lóe ra hào quang chói mắt đang từ từ tự, tự quay đây chính là thứ mà sau khi tinh thần la phong hấp thu truyền thừa hồn ứng của sư phụ rồi thôn phệ linh hồn của con kim giác cử thú sau đó mới hình thành nên viên hạng tinh tựa như là địa cầu đó chính là trung tâm của linh hồn viên này đại biểu cho niệm lực của la phong đã đạt tới cấp hạng tinh bậc một về phần gen nguyên lực của kim giác cử thú thì tụ tập ở kim giác trên trán. Kim giác là bộ vị cứng nhất của kim giác cử thú, cũng là nơi chứa nguyên lực. Do đó bình thường khi bộc phát bí pháp thiên phú, kim giác sẽ lóe sáng cái sừng trước tiên. Sau khi linh hồn hoàn toàn phù hợp với thân thể, La Phong đã cảm ứng được thế giới trong cơ thể này. Bên trong không gian nguyên hạch mênh mông như có một liên lạc vô hình. Thế giới trong cơ thể, đây là một đại lục độc lập, lục địa đại khái dài rộng 10 km, còn trên bầu trời đại lục cao đại khái 10 km, toàn bộ là sương mù kim sắc, chung quanh đại lục cũng có sương mù vô cùng vô tận màu vàng. Bản thân đại lục cũng vàng, trên lục địa cũng có đồi, có núi, nhưng lại đều bằng kim loại cả. Đây là một thế giới kim loại, thế giới do La Phong khống chế. Bà Bà Tháp, Phong thích trở thân thể từ lúc trước đi. La Phong dùng niệm lực liên lạc với Ba Bà Tháp sau đó dựa vào thiên phú thôn phệ nuốt luôn thân thể cũ của mình vào trong đó. Giữa những đồi núi kim loại chợt xuất hiện một thân thể, đó là thân thể của La Phong, là một vũ giả cấp hành tinh cấp 3. Sau một hai tháng, thân thể cũng chỉ cứng lại, trở nên rất xanh xám lạnh giá. Vì phần những vật phẩm trên thân thể sớm đã bị tháo xuống rồi. Còn Ma Vân Đằng, vì không thể tiến vào không gian trữ vật, do đó vẫn luôn ở bên ngoài thủ hộ. Thiên phú phân thương Thay nhén la phong vừa đồng ý niệm thì cả đại lục kim loại rung động âm ầm thân thể la phong lúc trước tựa như bị một sức mạnh vô hình nâng lên lơ lửng giữa bầu trời đại lục kim loại đây là một trong ba cơ hội mà kim giác cự thú cả đời cũng chỉ có ba lần chỉ khi thế giới trong cơ thể trưởng thành tới cấp vũ trụ mới có thể thi triển ra lần thứ hai bây giờ la phong cũng chỉ có thể thi triển được một lần hắn bắt đầu thai ngén ra phân thân tựa như hóa thành không khí thân thể la phong lơ lửng trên không trung trong nháy mắt hóa thành khí những kim loại vốn luôn ở bầu trời đại lục hoặc ở trong tận sương mù màu vàng đang điên cuồng lao vào giữa nhanh chóng bao lấy vật chất di truyền của la phong từ thân thể đã được khí hóa đó chỉ một lát sau đã biến hóa thành một cái quả trứng vàng hình tròn bắt đầu rồi la phong sau khi đã biết được bí pháp thiên phú phân thân cũng tự nhiên biết được một vài tin tức Thay ngén thân thể mất bao nhiêu thời gian nó phụ thuộc vào thực lực của mình Cũng như gen mà thân thể thay ngén Thế giới trong cơ thể càng mạnh Thay ngén càng nhanh Còn gen di truyền vật chất càng thấp Càng dễ dàng thay ngén Còn thế giới trong cơ thể của La Phong bây giờ cấp hằng tinh bậc một Tốc độ thay ngén cũng không nhanh lắm Một vài huyết thống cao quý Thực lực chủng tộc cường đại Có thể phải mấy trăm năm Tới hơn một ngàn năm mới có thể thay ngén ra Tại sao lại lâu như vậy? Bởi vì thai ngén phân thân tuyệt nhiên không phải là sinh một đứa trẻ con. Tỉ như kim giác cự thú cấp giới chủ, đem tóc của một cấp giới chủ nhân loại, thai ngén sẽ ra một thân thể của cường giả giới chủ rồi. Gen đã hoàn toàn phục chế, thân thể sẽ được hoàn toàn phục chế. Muốn tu luyện tới cấp giới chủ, không biết phải mất bao nhiêu vạn năm. Nếu thai ngén chỉ mất có mấy trăm năm là có thể thành công, quả là ghi gớm rồi. Điều kiện tiên quyết của thai ngén là không thể thai ngén người mạnh hơn nhiều nhiều nhất là người có thực lực tương đương mình. Một ngày sau. Ừ, xem tiến độ, phỏng chừng một hai năm là có thể thay ngén thành công rồi. La Phong cười, đến lúc đó hắn sẽ có thân thể y như lúc trước, vật chất gen di truyền cơ hội giống tới 99,9999%. Chỉ có... Cái khác nhau rất nhỏ là do thân thể được thay ngán trong thế giới trong cơ thể. Do đó vật chất gen di truyền có những biến hóa cực nhỏ, nhưng mà cho dù có kiểm tra DNA cũng e rằng không thể phát hiện ra được, hai thân thể không hề khác gì nhau mà. Trong không gian vũ trụ, một hành tinh khổng lồ như một quả cầu lửa không ngừng bắn ra quan nhiệt. Một phi thuyền vũ trụ loan lỗ nhanh chóng bay qua một viên sâu băng đường kính ước chừng 5 km. Trong phi thuyền, giữa một gian phòng nghỉ, một nam tử trung niên tuấn mỹ ngồi trên ghế nhắm mắt lại phụ trợ quan não trên cổ tay của gã đang nhấp nháy đèn báo hiệu hiển nhiên ý thức của thuyền trưởng tàu này đã tiến vào mạng vũ trụ giả định mạng vũ trụ giả định là một loại tồn tại rất vĩ đại vũ trụ mênh mông vô cùng song thông qua mạng vũ trụ giả định cho dù xa cách ngàn vạn năm ánh sáng cũng có thể gặp mặt trao đổi trong vũ trụ giả định đó hoàn toàn là giả định một trăm phần trăm đèn tín hiệu phụ trợ quan não sáng lên nam tử trung niên tuấn mỹ mở mắt ra Mặc dù hơi đắt, nhưng cuối cùng cũng mua được bản đồ khu vực hư vô trong hệ ngân hạ trăm vạn năm trước rồi. Nam tử Tuấn Mỹ hưng phấn vô cùng. Phạm vi gần ngàn năm ánh sáng, chỉ là một phần dạng trong số mấy trăm lãnh thổ quốc gia ngân làm đế quốc. May mà lúc trước, trong khu vực đó có hai tinh cầu sinh mạng. Hai tinh cầu sinh mạng sao? Lần này thật là lãi to rồi. <laughs> tinh cầu độ cũng khá gần đây, với tốc độ mấy lần tốc độ ánh sáng của phi thuyền bây giờ, cần phải hai năm tám tháng tinh cầu sinh mạng thứ hai là cần 136 năm. Năm tử tuấn Mỹ hơi bất mãn, mặc dù sống hàng vạn năm, nhưng mà tính ra trên trăm năm cũng khá là lâu. Nhưng mà có thể kiếm được hai tinh cầu sinh mạng cũng đã phát tài rồi. Hai năm tám tháng sau, hy vọng có một vài thứ hàng hóa tốt. Bán cho đám thương nhân nô lệ cũng có thể kiếm được kha khá rồi. Nếu không có hàng tốt, đến lúc đó đơn giản bán sạch cả tinh cầu là xong. Nam tử Tuấn Mỹ nghĩ ngợi, mắt không khỏi lóe sáng. Một tinh cầu sinh mạng rất là đắt. Thời gian trôi qua, thân thể được thay ngén trong thế giới trong cơ thể. Còn La Phong thì bắt đầu nghiên cứu học tập, tuyệt đối không gian và bản tôn thiên địa. Hơn nữa dùng móng vuốt thôn phệ vô số kim loại rồi hấp thu. Kỳ thực thôn phệ là dựa vào nguyên hạt phát động, do đó bất luận là dựa vào móng vuốt, miệng, đuôi. Đều là có thể thi triển ra thiên phú thôn phệ chỉ là kim giác cự thú thích dùng miệng, còn La Phong cảm thấy dùng móng vuốt cũng được rồi. Còn cái chiếc phi thuyền mạo hiểm kia đang phi hành trong vũ trụ, không ngừng bay về phía tinh vực quả địa cầu. Trên địa cầu, ngày 12 tháng 9 năm 2060. Thưa quý vị khán giả, tôi bây giờ đang ở trong bệnh viện đệ nhất Giang Nam, nơi thi tử của một trong tám anh hùng của chúng ta, niềm kiêu hãnh của Dương Châu, La Phong, đang đợi sinh. Nghe nói phòng sinh của Từ Hân là phòng sang nhất bệnh viện này, chỉ cần phí đặt trước cũng phải mất tới 200 vạn hoa hạ tệ rồi. Tiền bao thuê một tháng còn đắt hơn nữa, phải tới 1.200 vạn hoa hạ tệ. Nếu tính cả chi phí nhân viên chữa bệnh và chăm sóc, á chi phí an thai, phóng trường Từ Hân an thai ở bệnh viện mỗi tháng cũng phải mất mấy ngàn hoa hạ tệ đó. Nghe viện trưởng bệnh viện đệ nhất Giang Nam nói, Từ Hân, thi tử La Phong, lần này được họ giảm giá rất nhiều viện phí. Các bạn trước mấy truyền hình, phóng viên của chúng tôi đã đến bệnh viện đệ nhất Giang Nam Nghe nói từ Hân vài ngày nữa có thể sẽ sinh con rồi. Hơn nữa căn cứ vào nguồn tin nội bộ của chúng tôi, tìm hiểu về những bác sĩ của liên quan đã tìm ra bí mật. Nghe nói từ Hân sẽ sinh đôi, tin đùng sinh ba lúc trước là tin dịch mà thôi. 8 giờ 15 sáng ngày 15 tháng 9 năm 2060, Từ Hân được đẩy vào phòng sinh. Những người hống tin bên ngoài bệnh viện để nhất Giang Nam rất là đông. Thậm chí còn có một vài ký giả nước ngoài cũng tới nơi này. Phải biết rằng tám anh hùng lúc trước cũng chỉ có thầy tử La Phong từ hưng là mang thai. Bây giờ hài tử của La Phong sắp sinh rồi, đương nhiên làm cho toàn cầu chú ý. Dân chúng trên toàn cầu, thậm chí còn cả những ông già bà lão bình thường cũng đang phán đoán. La Phong đã là một thiên tài tới trình độ như vậy, vậy thì hài tử của hắn sẽ ra sao, sau này sẽ như thế nào? Mặc dù còn chưa sinh ra, nhưng hài tử của La Phong đã trở thành tiêu điểm. Lúc này, ở dưới đáy biển sâu, con kim giác cự thú hình thể đã dài tới 230 thước, hóa thành một tàn ảnh ánh kim, lóe lên nước biển rất nhanh. Đó là sự khổ luyện về tuyệt đối không gian. La Phong, La Phong! Bà bà tháp vội vàng hô. Chuyện gì vậy? La Phong dừng lại. Cô ngươi màu vàng tối khổng lồ hơi nghi hoặc. Việc vui nè, đại hỷ sự đó. Từ hân vừa mới sinh hạ hai hài tử. Mẫu tử bình an, con lớn của ngươi nặng 3,81 kg. Con thứ hai nặng 3,06 kg bà bà tháp kích động vội nói sau khi trở thành thôn vị thú thực lực địa cao rất nhanh nhưng mà sau khi linh hồn và thân thể hoàn toàn phù hợp linh hồn của la phong cũng không thể tránh được việc những đức tính như bạo ngược hung tàn lạnh giá trong huyết mạch thôn vệ thú đã được truyền thừa bao nhiêu đời làm ảnh hưởng hơn nữa năm sống cô độc rất nhiều tính bạo ngược trong huyết mạch xâm nhập vào linh hồn quán làm la phong lạnh giá bạo ngược hơn trước rất nhiều nhưng mà vừa nghe được tin tức đó là Phong lại có cảm giác máu từ đầu đến chân như sôi trào. Ta có hài tử rồi! Ta có hài tử rồi! Hắn kích động tràn ngập cả linh hồn. Nhìn thôi! Nhìn thôi! Còn 8 tháng nữa thân thể ta sẽ thay ngán thành công đến lúc đó có thể về nhà thăm chúng rồi. Dưới đáy biển Thái Bình Dương xa xôi là phong hóa thân thành kim giác cử thú kích động vô cùng. Còn trên địa cầu các đại báo đều đưa tin về việc hai hài tử vừa mới sinh ra. một là La gia có di sản do La Phong để lại nên phú khả địch quốc. thứ hai, hai hài tử đó là gen tuyệt đối tốt, tiền đồ vô cùng vô tận. ba là trong tám anh hùng hy sinh lại có hai hài tử sinh ra nên ý nghĩa vô cùng đặc thù. ngày 22 tháng 11 năm 2060 buổi sáng. binh binh, Tiểu Hải, Quang nào? Từ hưng mà áo len trắng, thương yêu hôn lên hai cục cưng trong tay mình. Hai cục cưng mắt lóng lánh, nhìn mẹ của chúng, cười hí hửng bàn tay nhỏ bé quơ lên. Hai vợ chồng La Hồng Quốc cung Tâm Lan cười, nhận lấy hai đứa cháu cưng. Từ hưng nè, chúng ta đưa Bình Bình và Tiểu Hài đi vào tiểu khu chơi. Cung Tâm Lan cười, nói. Dạ, được rồi. Từ hưng khẽ gật đầu. Đưa mắt nhìn theo ông bà đưa hai cục cưng rời đi. Từ hưng nhẹ nhẹ đóng cửa phòng, đi vào phòng ngủ, ở cạnh hành lang có cái bàn viết, trên bàn viết để một cái máy laptop. Từ hưng ngồi trên ghế, để ánh sáng mặt trời mùa đông ấm áp chiếu lên trên người, rất thoải mái. Từ hưng nở nụ cười, ngồi trên chiếc ghế xoay cạnh cái bàn viết, rồi rút giấy bút trong ngăn kéo ra. Từ nhỏ đến lớn, dưới sự giáo dục của gia tộc, ta luôn đặt tiêu chuẩn cao nhất cho mình. Hơn nữa cuối cùng, ta cũng thích có cảm giác được tuyển nhân viên, khai sáng ra sự nghiệp, làm việc cho thiên hạ, nhưng làm việc cho sự nghiệp của mình Quả là sức mệt mà May mà ta có La Phong Có La Phong bên người Ta không có áp lực gì nữa Huynh ấy che mưa che nắng cho ta Để ta tận tâm khai sáng sự nghiệp Ta rất hưởng thụ cảm giác đó Ta cũng tưởng sẽ có thể duy trì như vậy Tới vĩnh hằng Không ngờ ta không oán ai Nhưng thực sự Ta không còn thấy ý nghĩa gì Để sinh tồn trên thế gian này nữa rồi Người sống là vì cái gì Tình yêu gia đình, sự nghiệp. Ta không biết. La Phong không có ở đây, tình yêu đã rời xa ta rồi. Sự nghiệp sao? Sự nghiệp gặp khó khăn, ta chẳng biết nói với ai cả. Sự nghiệp thành công cũng không ai chia sẻ cùng vui với ta. Không có anh ấy ở bên, cho dù là sự nghiệp thành công, cũng chỉ rất mù mờ, không có ai ủng hộ cả. Mỗi khi nửa đêm nằm mơ, ta thường xuyên rơi lệ. Suốt cuộc ta đưa ra quyết định ta cảm thấy rất nhẹ nhàng tâm linh rất minh mẫn cha mẹ ca ca mọi người đừng thương tâm vì ta bây giờ rất vui viết xong từ hưng buông bút ngẩng đầu nhìn lên nhìn qua cửa sổ ra vườn tiểu khu vợ chồng la hồng quốc đang ôm hai cục cưng hai đứa bé đang cười đùa rất vui vẻ tiểu hải bình bình từ hưng nhẹ giọng nói nhỏ các con mới hai tháng thôi còn chưa biết gì Tin rằng khi lớn lên sẽ không còn nhớ gì nữa đâu. Từ hưng mở máy laptop bên cạnh rồi mở một đoạn âm nhạc. Đó là một bài hát cổ thời gian trước thời kỳ đại niết bàn. Thanh âm mượt mà mang theo vẻ ngượng ngùng e ấp, văng vẳng cả căn phòng. Đây là một bài hát tên là Ngày mai em gả cho anh, thời kỳ trước đại niết bàn do Vương Phi hát. Tiếng nhạc văng vẳng trong phòng, từ hưng cũng nhẹ nhẹ ư ử hát theo rồi tới tủ quần áo lấy ra bộ áo cưới mặc cho mình mặc áo cưới tự hưng khẽ ư hử hát nụ cười ngọt ngào từ bé nàng đã lớn lên trong cảnh cạnh tranh ở một đại gia tộc cho đến khi gặp được la phong nàng mới hoàn toàn không còn chút áp lực cạnh tranh nào la phong giống như một hòn núi cao một cây đại thụ che mưa che nắng cho nàng từ hưng không thích nhà nàng lúc trước nơi đó tràn ngập cạnh tranh về thế tục quyền hành tiền bạc nàng thích sống với La Phong tự mình xây sự nghiệp, chia sẻ với người mình yêu khi thành công, tâm sự đắng cay khi khó khăn, hạnh phúc biết bao nhiêu. Còn bây giờ, La Phong đã đi xa, làm cho nàng cảm thấy thế giới này trở thành trắng đen, không còn màu sắc nữa. Có dốc sức làm nhiều thì có ý nghĩa gì, có cố gắng nữa thì cũng có ý nghĩa gì. Thắng lợi không ai ủng hộ, thống khổ không ai sẻ chia. Mặc áo cưới xong, từ hân mỉm cười, nằm trên giường, tiếng nhạc ngọt ngào uyển chuyển chảy vào lòng người từ hưng lấy một chiếc bình sứ nhỏ bên cạnh lấy hai cái viên thuốc nhỏ trong bình mỉm cười nhẹ nhẹ nuốt vào rồi uống một ngụm nước nhắm mắt lại từ hưng mặc áo cưới điềm tĩnh nằm trên giường bàn tay không ngừng xoay chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út những bằng dây thép tiếng nhạc vẫn vang vẳng chiếc bùa bình an do la phong cho đàn vẫn đeo trên cổ chợt rơi xuống những bí văn lạ lùng phía ngoài thẻ bài lại mờ ảo sáng lên những luồng lưu quang dần dần lóe sáng thẻ bài bạc từ từ lơ lửng đồng thời những bạch quang mờ ảo phun xuống bao phủ cả thân thể tự hưng tự hưng mặc áo cưới trắng bao phủ trong màn bạch quang tựa như một thiên sứ đột nhiên bùa bình an màu bạc bắt đầu dần dần nứt ra nhất thời những luồng bạch quang càng thêm dày đặc vô thanh vô tức bùa bình an màu bạc hoàn toàn hóa thành hư vô những luồng bạch quang dày đặc kinh người dung nhập vào cơ thể của tự hưng chỉ thấy da tự hưng chợt trở nên trong suốt rực rỡ, sáng hơn lúc trước, đẹp đến huyền ảo, đẹp kinh tâm động phách. Tất cả luồng bạch quang lóe lên hoàn toàn được tự hưng hấp thu hết, còn phía ngoài thân thể tự hưng lại như có một tầng lưu quang. Cảnh này diễn ra liên tục 26 phút. Màn hào quang mờ ảo bên ngoài thân thể đã hoàn toàn dung nhập vào trong, rồi tất cả khôi phục lại bình thường. Cả căn phòng vô cùng yên lặng, tự hưng vẫn bình tĩnh nằm trên giường như chưa từng phát sinh ra việc gì. Đột nhiên lông mi nặng giật giật rồi mở mắt ra. Hết tập 56 của bộ truyện Thông Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe dòng đọc của Lá nha.